chào quý bà con, chào mừng quý bà con đã trở lại với kênh YouTube Asop.vn trên kênh của hệ thống tưới. Đề hôm nay là gì nào? Đó chính là thử nghiệm bét tưới X9000 xem lọc bên trong đuôi bét hiệu quả như thế nào. Để bắt đầu với chủ đề hôm nay, chúng ta cùng xem video sau. Xin chào quý bà con, thì hôm nay mình sẽ làm một cái thí nghiệm là mình bỏ cái mạch của ống PVC vào trong cái bét để xem thử là cái hiệu quả của cái bét, cái lọc cạnh cái đuôi bét này có ok hay không. Bây giờ cái bét này mình ráp ở đây á, là chưa có lọc cạnh nha. Đây mình sẽ mở ra nha quý bà con. Đây ở đây là chưa có bù áp này, mình chưa có cái lọc này ha. Đây mình sẽ đổi là cái loại mà có cái lọc như thế này rồi ha. Trước khi mình vặn lại là mình sẽ bỏ một ít cái mạt vào. Đây mình bỏ mạt vào đây nha quý bà con. Đấy. Sẽ bỏ cái mạt vào và xem thử là nó có nghẹt hay không nha. Ok. Đấy. Sau đó mình sẽ cho cái bét bù áp này vào nha, cho cái bét bù áp này vào. Đây. Để cái này vào đây ha. Sau đó chúng ta sẽ bỏ này xuống. Ra vặn lại ha. Một đống cạnh luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ bật cho nó quay thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Phải để nó liên tục thì mới được chứ. Thì nếu không cắt video là mình có vẫn để. Ok, cái bét vẫn hoạt động bình thường nha quý bà con. Bây giờ iShop sẽ tắt cái nước đi và mở ra kiểm tra xem thử là nó như thế nào ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Quay sắp rồi. À, ở đây là khi mà mình mở ra ở trong này vẫn sạch nha. Nhưng mà do cái này nó nổi lên cho nên nó sẽ chạm vô đây một ít. Nhưng mà các bạn thấy là, quý bà con thấy là nó không hề nghẹt nha quý bà con. Đây, chúng ta sẽ lấy cái này ra. Đây mới là cái điều quan trọng nha. Đây. Rất là nhiều mạt luôn nha quý bà con. Đây. Hoàn toàn mạt vẫn giữ ở trong này, không bị nghẹt nha quý bà con. Đấy, rất là tuyệt vời. Đây là cái sản phẩm rất là tuyệt vời ha. Như quý bà con đã thấy thì các cái cặn cát nằm trong đường ống, nếu như mà còn tồn đọng trong đường ống thì khi mà nó vỡ ra và đi tới các cái bét thì khả năng bị nghẹt của chúng ta vẫn xảy ra như thường. Nhưng với cái bét tưới bù áp X9000 thì với cái lọc ở đuôi bét ở bên trong thì cái khả năng mà bị cặn cát làm cho nghẹt bét là không thể nào xảy ra. Như vậy thì cái bét của chúng ta sẽ được bảo vệ 100%. Nhưng với bét tưới gốc bù áp X9000 với lọc cạnh ở bên trong thì có thể xử lý dứt điểm vấn đề này một cách rất là dễ dàng. Đây là bét tưới gốc bù áp đầu tiên mà có sử dụng cái lọc cạnh ở bên trong để bảo vệ tuyệt đối cho cái bét tưới của chúng ta 100%, hệ thống tưới của chúng ta được ổn định. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhấc điện thoại lên kết bạn Zalo và gọi cho số 0365720072 để được tư vấn miễn phí. Tôi kỹ sư Nguyễn Ngọc Hiển. Còn chần chờ gì nữa, nhấc điện thoại lên gọi cho số 0365720072 hoặc chúng ta cũng có thể kết bạn Zalo 0365720072 để được tư vấn thủy lực miễn phí cho hệ thống tưới của chính mình. Tôi kỹ sư Nguyễn Ngọc Hiển, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ tưới iShop. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah, got it.
Vừa chưa? Chưa, đầu mất cái đầu. Cái đầu anh bị chàm nóc rồi. Anh bị chàm nóc rồi. Sao anh không ngồi mà anh đứng? Có vẻ đẹp hơn xíu. Thôi. Đây là quay. Bây giờ là đang quay. Đây. Oh my god. Trời ơi, đi cùng lại em. Đúng chưa? Dạ, yeah, đúng rồi. Hép hép lại. 1, 2, 3, action. Xin chào quý bà con. Lấy luôn nè, không cần làm lại nè. Lấy luôn. Đó chính là quay thử nghiệm. Tên anh tèn mắc cười quá. Anh là phải nghiêm còn em là giỡn đúng không? Nào chúng ta cùng bắt đầu qua video sau. Anh làm như thế này. Rồi lại nha. 3, 2, 1, action. Để bắt đầu chúng ta cùng xem video sau. Anh như thế này. Lướt qua để kiểu như là em sẽ có hiệu ứng là cho nó video nó xuất hiện theo cái tay gần, hiểu không? Giống như anh lướt TV á, anh lướt TV